đang chuyển cá lên. Cảnh này các bạn.
nhanh luôn mà các bạn. Làm quá trời luôn mà các bạn thấy không? Thành chiến về nó chiến gọi về lên full lưng như vậy mà. Vì cái này ra đâu ăn hải sản được đâu. Cảm ơn hải sản nha Thành ơi. Hình của người ta nó đăng á. Phải chuyện cá luôn chứ bộ các bạn. Đâu có phải gọi không đâu. Vừa làm vừa quay. Các bạn xem biết được cuộc sống ở trên biển như thế nào. Có rất nhiều bạn hỏi xin đi ghe nhưng mà mình không dám giới thiệu nha các bạn. Tại vì mình sợ nghe ở cực khổ quá tội nghiệp anh em nữa. Sáng chơi cái lều tư cái mấy tấn cá bò nè, ba tấn à, nãy giờ đếm không anh Út? Không đếm vậy. Ừ bún cúng các bạn, bún cúng với chiếc ghe á, bún cúng bò hộp còn ăn.
luôn. Xe cho lá cho bột quýt. Quá nhanh thì mới nguy hiểm. Cái này mới cái này chỉ mới khoan nữa thôi đó nha các bạn. Cá bây giờ ở nhà các bạn, ở nhà thì ở nhà có cái đống như đó tràn họng như không ai ăn chứ. Ra biển ngồi ăn cỡ này nè. Quá ngon mấy bạn ơi. Bởi ra biển cái gì ăn cũng ngon nha. Đẹp mẹ đi nhỏ ăn đắng đắng mới đã nè. Đi nhỏ lại đi Hiếu. Đi nhỏ lại. Làm thuốc, mối bệnh rồi. Quýt thì nấu chè quýt chứ làm gì nấu chè bưởi. Mấy trái rồi không? Rồi trái. Để thấy người ngố miệng kia mà gái rồi.